Không chỉ có thực hiện thành công các kỹ thuật cao từ các bệnh viện đa khoa, mà lĩnh vực chuyên khoa như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang thực hiện nhiều kỹ thuật cao trong cứu sống sản phụ, thai nhi, trẻ sơ sinh. Sản phụ Nông Kiều Diễm, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng rất hạnh phúc và cảm phục các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cấp cứu cho cả mẹ và ba con sinh non. Mỗi cháu bé có cân nặng chỉ hơn 1 kg. Cả ba con của chị đang được chăm sóc mạnh khỏe từng ngày. Các bác sĩ ở đây rất là tận tình chăm sóc, rất chia sẻ các kinh nghiệm chăm sóc em bé sinh non rất là tuyệt vời cho mẹ và các mẹ cũng rất là yên tâm. Chúng tôi tổ chức thực hiện để thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo sao con người đến đây được tiếp cận với y tế tốt nhất, về phương tiện hiện đại nhất và đội ngũ con người tốt nhất, được đào tạo chuyên sâu nhất, kinh nghiệm cao nhất để thực hiện nhiệm vụ đó, để đảm bảo làm sao bệnh nhân đến đây được chăm sóc toàn diện.